Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao hàn. Ngày hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Fan Chung Dot Goods, nhà vận chuyển ngừng ship đồ của BTS sau tranh cãi chính trị. Knet cảm thấy nực cười và lố bịch. Hiện tại, câu chuyện liên quan đến phát ngôn của BTS tại lễ trao giải James A. Renfleet Awards vẫn còn đang là đề tài khiến netizen Trung Quốc tranh cãi. Từ một phát ngôn của AM cnet cho rằng nhóm đang có thái độ xem thường và khơi lại nỗi đau của người trung quốc từ đó liên tiếp những tranh cãi từ nhỏ đến lớn xảy ra thậm chí còn có một tin fan của nhóm bị bạo lực vì sử dụng đồ in hình bts mới đây nhất ngay đến cả một sản phẩm mới phát hành gần đây là nước lọc cao cấp của bts cũng bị cnet ném đá vì cho rằng họ đang ủng hộ lại những nhà hoạt động dân chủ tại hồng kông không chỉ fan BTS cảm thấy tức giận, mà ngay đến cả netizen Hàn Quốc cũng phẫn nộ trước hành vi tẩy chay BTS. Theo đó, họ cho rằng nhóm nhạc nam nhà Big Hit không làm gì sai, phải chăng chỉ là Sinet đang quá nhạy cảm. Truyền thông Hàn Quốc cũng theo sát vụ việc này, và gần đây có hai tin tức mà họ đăng tải đang một lần nữa khiến Knet sôi sục. Sau tranh cãi chính trị, có nhiều vấn đề liên quan đến việc thoát fan, rời fandom của cộng đồng BTS tại Trung Quốc. Theo đó, hashtag thoát fan BTS, dịch từ hashtag tiếng Trung đã leo lên một số top tìm kiếm trên Weibo. Khi nhấn vào hashtag này, người đọc sẽ thấy được một số hình ảnh hay video có nội dung tiêu cực tẩy chay BTS như đốt goods hay những lời nhắn viết tay mang ý nghĩa chỉ trích nhóm. Một trong số những video gây chú ý và được CNET lan truyền rộng rãi trên Weibo từ mạng xã hội TikTok chính là cảnh tượng một fan được cho là fan chung của BTS đã đốt một chiếc áo mang tên 7 thành viên của nhóm. Video này sau đó đã được truyền thông Hàn đăng tải lại và khiến Knet vô cùng phẫn nộ. Theo đó, Knet cho rằng hành vi này thật sự rất lố bịch vì ngay từ đầu BTS không làm gì sai và họ cũng không đề cập đến Trung Quốc và cũng không có nghĩa vụ phải nghĩ cho người Trung Quốc. Một số Army Hàn và quốc tế còn chỉ ra rằng chiếc áo được đốt trong video nhìn rất giống một món hàng uni official, hàng không chính thức hay còn gọi là hàng fake và tin chắc rằng có nhiều người đang lợi dụng danh xưng Army để nhục mạ fandom. Một số bình luận của Knet và các fan quốc tế sau khi xem hình ảnh GIF được cắt đoạn video nói trên. Ai mà quan tâm họ làm gì chứ? BTS đừng có quan tâm đến đám người này nhé, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước nào. Họ cứ xử như thể là BTS đã làm gì sai vậy. BTS đừng bao giờ đặt chân tới Trung Quốc nữa đi. Nhìn món đồ đó còn không giống hàng official nữa chứ. Tôi có cảm giác đây chẳng phải là fan mà là những kẻ anti lợi dụng để bôi nhọ BTS thì đúng hơn. Đây là lý do vì sao cả thế giới đang tẩy chay Trung Quốc đấy. Họ cứ xử như thế chỉ có hành động và lời nói của họ là lẽ phải vậy, còn mọi người dân nước khác đều làm chuyện sai trái vậy. Muốn đốt goods hay album gì thì cứ làm đi. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến BTS đâu. Là tiền của các người bỏ ra mua cả mà. Cứ sống theo cách mà các người muốn, vì BTS sẽ chẳng quan tâm chút nào đâu. Nếu như câu chuyện thoát fan của Sinet khiến Knet cảm thấy lố bịch, thì câu chuyện về một đơn vị vận chuyển sẽ còn khiến họ phải tức giận hơn. Theo đó, một trong những đơn vị vận chuyển lớp thuộc top 5 của Trung Quốc là Junda Express đã đăng tải thông tin cho biết sẽ không ship những món đồ có liên quan đến BTS. Theo China đưa tin, vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, chi nhánh Hàn Quốc của Junda Express đã đăng tải thông báo trên Weibo như sau. Có rất nhiều yêu cầu liên quan đến việc giao các mặt hàng của BTS. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi đã tạm ngừng giao hàng tất cả các mặt hàng liên quan đến BTS. Lý do là gì thì chúng ta đã đều biết rõ. Phía truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về vụ việc này và có những CNET đã lên tiếng ủng hộ hành động ngừng ship đồ BTS của Junda Express Tuy nhiên cũng có nhiều army Trung Quốc lên tiếng phản đối hành động này vì cho rằng đây là hành vi xâm phạm đồ đạc và quyền riêng tư của khách hàng. Nhiều army Trung Quốc cho biết, làm sao các người có thể kiểm tra được liệu món đồ đó có liên quan đến BTS hay không giữa hàng trăm hàng nghìn món đồ được vận chuyển khác. Chúng tôi sẽ tẩy chay đơn vị vận chuyển này. Sau khi bài đăng của Junda Express được lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề hot, phía đơn vị vận chuyển này bỗng dưng xóa bài. Sau đó họ cũng không đăng tải thêm thông báo nào để giải thích thêm. Khi tin tức này tới tai Knet, nhiều người lập tức đăng tải những bình luận cho rằng cách mà Cnet và ngay cả một số thương hiệu đang làm là nực cười và trẻ con. Dưới đây là một số bình luận của Knet dưới bài báo được đăng tải lại bên truyền thông Hàn Quốc như sau. Mọi chuyện ngày càng trở nên trẻ con và lố bịch. Tôi chẳng biết phải bình luận gì thêm nữa. Chỉ là một đơn vị vận chuyển lớn thứ năm tại Trung Quốc, có đáng bận tâm hay không? Tội nghiệp fan Trung quá. Ami Trung Quốc thật đáng thương. Vậy thì đừng để công ty này làm ăn ở Hàn Quốc nữa là được. Mấy người này là học sinh tiểu học hả? Cư xử hài hước ghê luôn. Họ có nhận ra là họ đang trở thành kho tàng chuyện cười cho người dân trên thế giới không nhỉ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để liên tục được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ KBIT 24 giờ nhé!